cậu có đám hả? Dạ, là sao ha? Tại tôi nhớ một vest này của ba cậu mà. Tưởng nhà bạn cậu có đám nên cậu mượn đỡ chứ. Ủa? Bộ đồ em, đồng phục tụi em mới đổi bên trường hả? Vàng chứ cà vậy đó. Bộ vàng như... Bộ vàng như chứ cà lắm hả chị? Ồ. Em trưởng thành lắm hả chị? Ừ, trưởng thành thì nhìn vàng chát. Dạ hơn ba chị nữa. Nói vậy là quá già. Chị ơi. Cái gì? Em thích chị. Trời ơi, biết rồi. Với hoài tưởng gì lấy chị đâu hết chứ. Ủa? Ủa, sao chị ở đây vậy? Cậu có sao không? Ủa sao là sao? Thì tôi nghe báo là cậu có chuyện mà. Ai nói với chị là em có chuyện? Kỳ Quang á. Cái thằng này. Anh ơi. À, bye bye em nha. À, quay. Anh chờ chút đi. Có chuyện gì nữa hả? Anh đã chán chị My chưa vậy? Nữa hả? Anh đúng là đồ nông cạn. Ủa? Chị My chưa tới hả? Chưa tới. Hồi nãy gọi nói là kẹt cái gì đó tới trễ. Ơi, đi đâu mà cậu bảnh vậy chú? Có chút việc thôi. À, biết điều gì chưa? Điều gì? Điều cậu sĩ của My á. Cậu không biết chuyện đó nữa hả? Tình cờ thôi. Ủa sao bạn biết mà không nói với tôi? Ờ, tại thấy chị không công khai nên tôi im lặng thôi. Tính ra là cũng lì thiệt luôn á. Gặp tôi là tôi rút lui rồi đó bạn. Làm sao rút lui được? Mình phải theo tới cùng chứ. Tại mình học cấp 3 nên chỉ thấy mình còn nhỏ thôi. Nhưng mà sau này mình lên đại học chị sẽ thấy mình khác. Đồ đác đâu có trên là bao nhiêu đâu, đúng không? Vì vậy mà kể từ giờ trở đi, tôi quyết định á, tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chính chạc hơn. À, thì ra là muốn trưởng thành cho nên là mới mặc đồ vest như vậy đúng không? Nhìn cũng lịch lãm á. Lịch lãm không? Lịch lãm không? Tầm ông ngoại tôi. Đúng quá. Cái đồ này tôi muốn cậu tôi đó. Mà quên đó. Dạ. Chuyện của anh đó. Chứ chị đã mấy sao rồi? Sao vậy? Vô đâu quá đó. Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện của anh đó, tôi nói thẳng là được. Còn chuyện của tôi đó, không biết tới chừng nào tôi mới theo đuổi được chị nữa. Dạ, con chào bà. Chào con. Ủa? À, cô mới tới, chào cô. Chào cô qua. Tôi chào cô nha. Dạ, cô ngồi chơi. Nè Tâm Ý, dạ. Chú Sĩ đâu rồi con? Dạ, chú còn ở bệnh viện chưa về hả cô? Cái thằng này, suốt ngày bận bịu vậy. Dạ, bà ơi. Bà chờ xíu con pha trà cho bà nha. Ờ, à, không cần đâu, để cô pha cho. Nè, con đi siêu thị giùm cô đi. Dạ, dạ con xin phép. Cô ngồi chơi nha. Dạ, cô mới tới. À, dạ, thưa mẹ, thiệt ra cái chuyện hôm bữa... Nè, làm ơn đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa được không? Hơn nữa, giờ này mà kêu mẹ có sớm lắm không? Từ vựng mới là cô ghi vô hết vô đây rồi đó, nghe chưa? Cảm ơn. Phải học thuộc, phải thuộc biết chưa? Rồi biết rồi. Rồi tôi cũng nói luôn nha, cô dạy sao dạy. Chứ mốt mà tôi rớt vô trường dân văn như cô chắc tôi chết luôn quá. Xin lỗi em nha, nhiều khi á em muốn vô mà không được nữa đó, chưa đó. Xin lỗi cô nha, mắc cười quá. À, cười đi. Cười vậy thôi hả? Ừ. Thì cười nữa đi, không cười thì cô cười. Muốn vô mà cũng không được nữa bây giờ. Thôi cô cũng nặng quá nữa, giờ uống thuốc đi. Em phải uống thuốc đi. Cô uống thuốc đi. Cho cô mượn laptop nha. Ừ. Cô check mail chút xíu. Cảm ơn.
Chào chị My. Chị chưa về nữa hả chị? Ủa Quang hả? Hello em, lâu quá mới gặp em nè. Chị đang bận hả chị My? Ồ, chị đang bận chết mèo chút xíu. Có gì không? Chị My. Bộ đồ em, đồng phục tụi em mới đổi bên trường hả? Thì vàng chứ cà vậy đó. Bộ vàng như... Bộ vàng như chứ cà lắm hả chị? Ồ. Nhìn trưởng thành lắm hả chị? Trưởng thành gì? Già chát. Già hơn ba chị nữa. Nói vậy là quá già. Vàng như chứ cà. Yeah, thành công rồi. Ủa, anh lấy gì hả? Em học đi, anh đi lấy cái áo à. Dạ. Wow, anh mặc vest chắc đẹp lắm ha. Có đẹp gì đâu. Công nhận Quang trẻ con thiệt. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn. Ủa chị Tâm Ý. Trời, xém xíu không nhận ra cậu luôn á. Sao vậy chị? Thì tại bộ đồ nè, nhìn lạ quắc luôn. À. Ủa mà cậu đi đâu vậy? Em đi qua nhà bạn chơi á. À. Còn chị đi đâu vậy? Tôi đi chợ. Mà bộ nhà bạn cậu có đám hả? Dạ, là sao ha? Tại tôi nhớ bộ vest này của ba cậu mà. Tưởng nhà bạn cậu có đám nên cậu mượn đỡ chứ. Vậy mà chị cũng nhớ được hay thiệt luôn á. Hay là nếu cần cậu đi với tôi đi, tôi lừa bộ vest đàng hoàng cho. Dạ cũng được. Đi. Hả? Đây đem sách cho. Thôi tôi sách được rồi. Đây là việc của đàn ông mà. Có chị cười gì vậy? Công nhận cậu mặc bộ này nhìn chững chạc thiệt á. Cái gì cho em già hả? Em quê ở nhà. Đâu có đâu. Mời. Chắc là thành công rồi. Xuất sắc thì bạn mình ơi. Tới đây chi vậy? Tôi thấy cái vụ đồ vest đó không có khả quan gì lắm. Fail rồi. Quay này tôi quyết định đổi chiến thuật. Tập cho cơ bắp cuồn cuộn. Tôi nghĩ là chị đi sẽ thích lắm á. Bà định chơi chiến thuật tí nam kế đúng không? Tí nam kế là sao? Tí là con chuột á, là kiểu phe chuột đúng không? Nè. Nè. Nét không? Đâu nhìn đâu nét gì đâu mà câm mà. Cũng nét lắm chứ bộ. Nhìn cũng được mà, mới tập mà. Ừ, hơi sưng sưng. Ủa mà bà lên đây làm gì? Chị My có lên tới đây đâu mà bà biết. À nó không lên. Tôi gọi chị My tới đây á. Cái gì? Em mặc phải tư cách của tôi, mà là với tư cách của bạn đó. Hả? Tôi hả? Bà lên quá gọi kìa. Alo. Đang trong này nè. Chị vô đi. Chị My tới rồi đó. Rồi đó. Nhớ làm cái nào cho chị tập trung vô tôi nha. Rồi biết rồi. Lên. Chạy nguyên cái thằng. Thằng này. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy hả? Mà kêu cô giật ngược từ xưa qua đây. Về nhà không có chuyện gì quan trọng mà chết với tôi đi chứ. Có chuyện quan trọng mới kêu chứ bộ. Chuyện gì? Chuyện gì ta? Chuyện gì? Chuyện gì ta hết. Chuyện gì quên ngang rồi. Bên kia. Ủa? Em tưởng cô là ô xin quen hả? Em kêu là tới, em kêu là tới. Còn kêu quan trọng. Từ đây về sau không được dám đối xử với cô vậy nữa nghe chưa? Có chuyện đó. Kêu cô đi chứ. Nghe chưa?
chị My. Dạ. Ôi, nhìn cơ bắp của em cũng ổn quá ha. Hình như em có đăng khiếu về môn gym này đó chị. Đúng rồi, mà em khiếu lắm đó chị. Mấy cục này là bình thường luôn á. Nó kinh mấy cục nặng là bự hơn nhiều. Thiệt luôn á hả? Dạ. Bạn cơ hội tới hiện nè. Rồi, thể hiện cho bạn. Con tạ này tới 60kg lận á. Em nâng được luôn hả Quang? Trời, cái này là thiệt hỏi với bạn em luôn á. Nó nâng tới cái gì á? Ôi, thiệt hả? Thiệt. Thể hiện mình không có cái năng khiếu đi bạn. Trời ơi. Teo rồi đó, nhìn không có cân đối, nhìn tướng không được đẹp, nhìn em bị lùn quá. Dạ. Thôi, thôi đi về đó. Chị. Không có được như vậy chứ. Chị My, nhưng mà em đã chị My. Hai mà. Em còn thể tập môn khác được chị. Chị My ơi, chị My. Đâu có biết tại tôi đâu, tôi tạo cơ hội cho bạn thể hiện bộ. Chứ sao đưa cục nặng quá cho ta khinh được? Ai biết được. Thể hiện phải nặng nhất chứ sao. Thôi thua cái này mình bàn kiểu khác. Bạn tự lo cho bản thân của bạn đi. Cái gì? Tôi gọi cho chị Ý rồi đó. Chị? Chị Ý ở đây hả? Thì phải tạo điều kiện cho nhau chứ. Ôi sao bạn không nói? Bạn có bị khùng không? Tôi có chuẩn bị gì đâu. Lo mà chuẩn bị đi. Thất bại nữa rồi. Bạn cứ từ từ đi, thương cái này nghĩ kêu khác. Hay quá, thua kêu này nghĩ kêu khác ha. Bạn hay quá, bạn xuất sắc rồi đó. Gì? Tôi đây chỉ bắt đầu để ý bạn rồi đó. Có. Làm gì có hả? Gần như là thành công luôn ở đó làm gì có. Con đâu? Giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Trước khi chết á, phải la làng cho người khác biết còn mới chết được chứ. Ủa bộ la làng mới chết được hả? Ừ. Đi vô đi. Gì vậy? Con ơi, con không có hát. Dạy học nhiều rồi đi hát xả stress chứ. Có xả gì đâu mà xả, con không hát đâu. Hát đi. Ủa? Chị My. Ba cũng qua đây nữa hả? Bạn em rủ em tới đây xả stress. Đúng rồi. Thôi thôi, không có xả. Thôi hát đi xả stress nè. Chơi nha. Tôi đi công việc xíu, vòng lại liền. Cái gì? Vòng lại liền mà. Vòng lại liền. Tính bỏ con dữ vợ hả? Dạ sẽ đi vòng lại liền nha. Ủa? Nha nha nha. Dạ tới rồi kìa chị. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa hoa tôi rất yêu từ lâu. Ba mươi phút nữa mình gặp ở chỗ cũ nha. Chị ơi, dành tặng cho chị. Tuyết chơi có lẽ do anh làm tay biết nói cho anh nghe đây, bởi vì anh còn được bên anh mỗi ngày. Vì thế sẽ vượt qua vậy mà tuyết rơi. Anh sao anh cứ mong chờ vì anh đã yêu chẳng chờ. Trời ơi Quang ơi, sao hát hay dữ vậy, như ca sĩ luôn. Chị ơi, em có chuyện này muốn nói với chị. Cái gì á? Alo alo, 123 123. Chị ơi. Cái gì? Em thích chị. Trời ơi, biết rồi. Nói hoài tưởng gì lấy em chị rồi mất vậy. Chị ơi. Hả? Chị nghe em nói hết đã. Nói đi.
Em sắp học xong hết rồi đó chị. Chị có thể chờ em được không? Chờ em làm gì? Em biết, em biết là chị với cậu sĩ đang hẹn hò. Nhưng mà em mặc kệ, em sẽ bất chấp tất cả. Em không bỏ cuộc đâu. Chị chờ em nha. Chờ em đậu đại học á, rồi lúc đó chị hãy kết hôn nha. Nha chị. Ừ, chị chưa kết hôn đâu. Chị đợi cho em đậu đại học thì chị mới kết hôn. Nhưng mà em phải hứa với chị á, là em phải đậu vô một cái trường đại học danh tiếng á, biết không? À, nếu đậu vào trường của cậu sĩ thì... Thật ra cũng không có nhất thiết á, là phải đậu vào trường của ảnh đâu. Miễn sao em đậu vô một cái trường á, tốt tốt là được. Như vậy là chị hứa đúng không? Ừ. Chị nói thiệt đúng không? Thiệt. Em cảm ơn chị. Không có gì hết. Cái thằng này làm gì vậy? Tưởng như là con nít hả? Nó lợi dụng gì? Đừng mơ. Em vui quá. Em cảm ơn chị. Không có gì hết trơn á. Ráng học đậu vô trường danh tiếng là được. Chị hứa nha. Chị không được kết hôn, phải chờ em á. Ừ. Được chưa? Méo đi. Rồi. Chị hứa nha. Chị không được kết hôn á. Rồi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ổn hết rồi đúng không? Tất nhiên. Mà có chuyện này quan trọng nè. Tới đây liền đi. Này, tới đây đi biết. Nhanh nha, gấp nha. Nhưng mà chuyện gì nữa vậy trời? Ê, cái... Ủa? Ủa, sao chị ở đây vậy? Cậu có sao không? Ủa, sao là sao? Thì tôi nghe báo là cậu có chuyện mà. Ai nói với chị là em có chuyện? Kỳ Quang á. Cái thằng này. À, em đâu có sao đâu. Ờ, vậy là cậu không có bị gì hết hả? Dạ đúng rồi, đâu bị gì đâu. Ờ, vậy mà làm tôi lo quá chừng luôn. Vậy hả chị? Ờ, thôi, mình đi về thôi chị. Ê, khoan. Hay là mình ở lại hát chút rồi về. Chứ bỏ thời gian thì cũng uổng lắm. Dạ được. Em yêu. Để sợ không? Để. Em người không đáng tin. Anh á. Quên nữa. Anh, em kể anh nghe chuyện này mắc cười hơn nữa. Có thằng nhóc á, nhỏ xíu xíu mà đẹp trai lắm nha. Nó tỏ tình với em luôn á. Nó còn nói với em á là đợi chừng nào nó lớn á, nó gặp em, mua em lại. Thôi đi, em lại nói sợ nữa chứ gì. Thiệt chứ bộ. Nói gì không tin chứ. Vô. Chú nó vô hả? Quay tay. Không ngờ là cậu hát hay vậy luôn á. Sau này làm ca sĩ được rồi đó. Chị chọc em hoài à. Em hát vui thôi. À mình kiếm gì ăn đi. Rồi về nhà sau ha. Mà hồi nãy cô kêu mình về rồi mà. Ờ ha. Thôi để em gọi cho mẹ ăn tiếng. Qua được 90% chưa? Tôi tạo điều kiện hết cỡ rồi đó. Chỉ việc nắm bắt thôi. Làm một đòn quyết định dễ dàng đi bạn mình ơi. Mình đi chơi. Cái cậu này.